Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay anh sẽ tiếp tục quay một cái lô đất thuộc xã Long Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Với tổng diện tích của nó là một mẫu, có hai mặt tiền. Thì cái mặt tiền đường trước này là khoảng tầm 25m nha quý anh chị. Thì cái đâm từ ngay chỗ này, đi qua bên đây là 25m mặt tiền đường bê tông, khu dân cư, và nó gần tỉnh lộ 765. Hai bên hông thì người ta đã cắm mốc rất là rõ ràng rồi, không có bị tranh chấp ranh giới gì này kia hết. Đó, chỗ này nó cách quốc lộ 56 khoảng tầm 5 cây. Cái đăng vào tới ngay chỗ này nha quý anh chị. Thì lô đất mình ở bên này có một con đường, và ở phía đằng kia cũng có một con đường luôn. Và xíu nữa em sẽ quay cái mặt ở phía đằng sau kia cho quý anh chị xem. Thì lô đất của mình là đất hai mặt tiền nha. Ở trong sổ là hai mặt tiền, nhưng mà ngoài này nó tới là 3-4 mặt tiền luôn. Đó, thì đây, đây là cái mặt bên hông nè. Thì đây là cái đường vào lô đất của mình. Đây là một cái căn nhà cấp 4 nè, rất là mới luôn. Có sẵn những cái trang trại mà người ta hồi trước là người ta làm, cho nên là người ta, bây giờ người ta không có làm, người ta bỏ. Một căn nhà rất là rộng luôn, có một khoảng sân nè để mình để xe hơi. Đó, từ đây ra cái đường bê tông khoảng tầm 70m. Đó, đường này là đường của mình luôn nha quý anh chị. Và bên đây cũng là cái mặt mặt đường. Thì xíu nữa em sẽ quay cho quý anh chị xem. Điện nước đầy đủ nè. Bên đây thì có khoảng ít trái cây, và có một cái khoảng hồ này. Thì đây là cái mặt sau của lô đất của mình. Thì cái mặt này được khoảng tầm 50m nha quý anh chị. Thì ở đằng sau đất của mình là có sẵn suối nè, suối chảy quanh năm nè. Cái đường ở trước mặt quý anh chị đang thấy đây là một cái đường ở bên hông. Và cái đường này cũng là đường thông vào những cái hộ dân ở phía trong. Và ở đằng sau đất của mình là có sẵn một cái suối nè. Suối này chảy quanh năm nha, như quý anh chị đang thấy đây. Suối nè, suối đang chảy luôn nha quý anh chị. Thì cái ranh đất từ ngay chỗ này, đi lên đây là khoảng tầm 50m. Đường này là đường 4m nha quý anh chị. Đường này là đường 4m, nhưng mà chỗ này cỏ, cho nên là người ta không có làm rộng ra, cho nên mình nhìn nó hơi nhỏ một xíu. Thì cái ranh qua tới ngay chỗ này nha quý anh chị. Chỗ này đã có lưới B40 này. Đây là lô đất của mình.